Vị các bạn, lô loa này hôm qua tôi đã làm một video tổng thể giới thiệu qua và hôm nay đã lau chùi sạch để ra phục vụ các bác đây. Trước mắt các bác là những đôi loa của Mỹ xịn luôn, những đôi loa này tem ghi USA luôn, sản xuất tại Mỹ. Nó có mã là 301 CD2 các bác nha. Và tấm biển màu đỏ chứa thông tin địa chỉ cửa hàng tôi rất rõ. Những đôi loa này cửa hàng tôi bán có giá dao động từ 7,8 triệu đến 8,2 triệu. 8,2 triệu là đẹp long lanh luôn. Tại sao nó có giá như vậy? Bởi vì cũng trong một cái thùng loa này, nó cũng có một cái loa nào đó bị móp một cái rốn loa tép thì bán rẻ hơn. Hoặc là không may quá trình vận chuyển nó cũng bị rách như này. Thì muốn bán thì nó phải chấp nhận như vậy. Được thì ăn, mất thì phải chịu. Thì nó sẽ phải rẻ hơn. Đây chẳng hạn như này. Đó. Không may thì nó bị dạn loa tép này thì lại phải bán giá rẻ đi. Không phải cái nào nó ngon hết các bác nha. Nhưng mà khi tôi bán cho các bác thì mọi thứ sẽ phải rõ ràng. Tôi bán loa có như nào tôi sẽ nói rõ. Trong một lô này thì dính một cái như này. Cơ bản là giá 8,2 triệu đồng một đôi. Thì cũng là toàn hàng tuyển chọn. Thỉnh thoảng mới có một đôi nó bị xấu hoặc là bị do vận chuyển thôi. Về 12 đôi nhưng mà mới về đến cửa hàng tôi có 5 đôi còn vẫn đang trên đường về. Cơ bản là giá 8 triệu 2 một đôi các bác nhá. Loa này là loa 301 CD2. Tôi quay mặt sau luôn để các bác tiện theo dõi. Có cấu tạo là một loa bass 20 và hai loa tép. Loa rất đẹp luôn, là hàng tuyển chọn. Tuyển chọn góc cạnh đẹp mê ly luôn. Đó. Hai loa tép. Bãi zin từng chi tiết nha, chứ không có chuyện là củ loa quấn lại hoặc thế này thế kia đâu các bạn. Vừa hôm qua bụi bặm như thế, hôm nay lau đã sạch. Bass 20 và hai loa tép. Nếu các bác mà có nhu cầu mua loa màu gỗ ấy thì nó sẽ đắt hơn 1 triệu. Các bác cứ xác định nó tầm 9 triệu 2 một đôi đi, bởi vì cũng đang trên đường về cửa hàng tôi. Tổng là 18 đôi cơ mà. 12 đôi màu đen và 6 đôi màu gỗ. Đây là mặt sau. USA luôn. Loa sản xuất tại USA luôn nha. 301 Music Monitor 2. Ở bên kia thì họ đánh dấu thành cặp luôn rồi. Cũng cặp đây không phải cùng số series các nhá. Không có cùng số series đâu. Nó cặp để như kiểu là để người ta dễ quản lý từ bên kia. Giả sử nó là vế trái vế phải hoặc là người ta đánh dấu ở trong cái kho hàng thì về đây tôi cũng cứ bán theo cặp sẵn đi. Đấy, kể cả tôi bày ra đến 5 đôi, không đôi nào trùng số series. Trừ rất hiếm khi là nó có cái lô nào cùng số series. Vì thật ra mình cái đấy thì nó có thì tốt, không có thì chả sao. Mình quan trọng là có vế trái, vế phải. Bởi vì nó là hàng xịn, hàng chính hãng. Kể cả vế trái, nó cũng vẫn giống hệt vế phải. Giống hệt luôn nha. Bởi vì nó là củ loa nó như nhau mà. Và những lô loa này là lô loa có cấu tạo là hai bóng đèn ở bên trong, hai bóng đèn bên trong. Hôm qua tôi đã quay về nội thất của nó rồi, qua có mở luôn nội thất của em đó. Cơ bản là 8 triệu 2 một đôi. Đó. Trừ khi những cái nào nó xuất sát thì có thể hoặc nó bị cái gì đấy thì có thể giảm giá một vài trăm. Nhưng những cái đấy thì cũng hạn chế thôi, không chắc không nhiều đâu. Vì cơ bản là hàng tuyển chọn hết rồi. Nó mở to hơn. Loa bâu này thì nó có tên tuổi cũng như thương hiệu là quá lâu rồi. Quá lâu rồi nên là cũng không cần phải quảng cáo nhiều. Chỉ quay hàng giới thiệu cho các bác lên là chính thôi. Tại Minh Audio Hà Đông bao hàng zin, hàng xịn các bác suốt đời nha. Riêng về loa
nhưng mà không bảo hành cháy, bởi vì mình làm cháy thì mình phải chịu. Và trước khi gửi hàng cho các bác, nếu các bác xa, cái hàng tôi test rất chi tiết rõ ràng luôn, nên các bác khỏi phải lo về chất lượng, bởi vì không có lý do gì bọn tôi lại đi gửi hàng bị lỗi hoặc là bị làm sai cho các bác, bởi vì nó là uy tín cũng như là mình bán người thật việc thật hàng ngày mà, mình có phải là bán một phát ngày hôm nay đâu. Cảm ơn, hẹn gặp lại.